Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Không phải Hoắc Kiến Hoa, đây mới là người khiến Lâm Tâm Như hạnh phúc trào nước mắt. Chỉ một suất cơm giản dị, người đặc biệt này đã khiến Lâm Tâm Như xúc động đến trào nước mắt. Một trong những điều hạnh phúc nhất khi làm cha mẹ là gặt hái được những phần thưởng từ tình yêu thương của con gái. Lâm Tâm Như, người luôn thích chia sẻ những điều nhỏ nhặt mà con gái dành cho mình lên mạng xã hội, mới đây đã khoe một hộp cơm vô cùng đáng yêu cho bé cái heo nhỏ làm cho mình. Ngày 4 tháng 11, Lâm Tâm Như chia sẻ hình ảnh về hộp cơm đầu tiên do con gái làm cho mẹ. Bà xã Hoắc Kiến Hoa cho biết, cô trở về nhà trong tình trạng đói meo thì thấy cô con gái bé bỏng đang làm cơm cho mình. Điều này đã khiến cho cô không thể kiềm được xúc động. Cái heo nhỏ xếp cơm trắng thành hình tròn có đôi tai nhỏ, dùng răng biển tạo hình mắt, mũi tai rất sinh động. Ở giữa bé cho dăm bông cùng ngô chiên, tạo hình một nhân vật đang há miệng to. Có thể thấy dù nhỏ tuổi, nhưng bé cá heo nhỏ rất khéo léo và mẹ Lâm Tâm Như chắc hẳn sẽ rất cảm động. Trước đó, Lâm Tâm Như từng trêu con gái rằng cô hy vọng cá heo nhỏ có thể tự làm bữa trưa cho mẹ và lần này người đẹp đã được thỏa nguyện. Ở bên dưới bức hình, netizen đã vào bình luận rôm rả, để lại rất nhiều lời khen cho con gái Lâm Tâm Như. Trong đợt dịch Covid-19 này, ngoài công việc bận rộn, Lâm Tâm Như vẫn luôn dành thời gian nấu cơm cho chồng con. Người đẹp còn cẩn thận nấu thành hai suất, bởi lẽ con không ăn được quá nhiều gia vị. Khi rảnh rỗi, cô cũng dành thời gian để làm các loại bánh cho con. Giờ đây, cá heo nhỏ đã 4 tuổi và cũng đến lúc biết đền đáp cho mẹ. Lâm Tâm Như thực sự viên mãn khi gặt hái được nhiều hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.